Sau khi sáng tỏ mọi việc, Kiều Liên Phòng bị đưa về Từ Gia để xử lý. Thái phu nhân khi biết được sự thật này vô cùng thất vọng về Kiều Liên Phòng. Trong tập 26, Kiều Liên Phòng bị ép đi tu mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Kiều phu nhân khi nghe thấy tin này đã tức tốc tới gặp Thái phu nhân để cầu xin cho con gái nhưng không được bà ấy đồng ý. Tội nghiệp của Kiều Liên Phòng quá nặng, nếu như hai mẹ con Kiều Liên Phòng không đồng ý hình phạt này thì sẽ đưa lên gặp quan phủ để trị tội. Thứ mà Kiều Liên Phòng muốn giành giật nhất chính là trái tim của Từ Lệnh Nghi, nhưng nàng ta mãi mãi chẳng thể có được. Chính vì vậy, nàng ta quyết định buông bỏ hồng trần, chôn vùi thanh xuân nơi cửa Phật. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.